chào mọi người. Đã đi với Ngọc, Ngọc tour cho nó vui vậy đó. Chị em dọn khu viên như này. Thì chiều ở đây thường những người bệnh nhân thì chiều cơm nước xong là đầu người ta xuống đây đi vòng vòng xuống cơm, xong rồi bác sĩ cho em tập xe, tập đạp xe á. Không tập đạp xe góc nào? Xe góc đó. Góc nào? Góc bên kia. Đó, Hồng Ngọc. À, cô đi mua cơm. Mì gói. Cảm ơn bạn. Chưa có tiền đi cho hoài hết rồi. Có tiền cho hoài hả? Nhưng mẹ mình cho cũng bình thường rồi. Đúng không? Mẹ mình cho là cũng ok rồi. Gồng thuốc mà tôi có gì nhiều luôn, 500 triệu cũng có gì. Ừ. Nghe thấy biết không, biết tôi làm ra tiền. Ừ. Thì ừ, mai tôi làm có nữa rồi. Bây giờ đóng lóng trong đầu hơn. Mai mốt hai ba chắc tiền đứng đứng lại hơn. Không dám cho nhiều chỗ đâu. Ít thôi. Ừ. Bà hiểu không? Phải hiểu thôi. Đây bà, cái... bà không hiểu bà lai làm. Cái kẹo của Hồng Ngọc. Cho Đức Thiền có chính trị. Hai anh em vừa đi vừa ngậm kẹo. Ngọt sắc ha. Ngọt. Đã. Thì này cậu béo á. Lúc nó vô mua đi mua thêm chay nữa. Kìa này kiểu béo. Kìa này kiểu béo á, ngon lắm. Phải không? Cắn cho đã đi vô, cắn vô, cắn nát nát ra. Xong rồi hồi nó diễn nói chuyện rồi cái quấy ra nút. Em biết xíu xíu không ai à. Biết ăn kẹo này là ăn gì? Không phải nút vô gì đâu. Ờ ừ, ớt. Ta cũng đi nhiều lắm rồi ha. Đi vòng vòng. Nay lâu đi thiền trở lại để mà cập nhật tình hình sức khỏe Ngọc cho chúng chị xem. Ngọc này tỉnh táo rất là nhiều rồi. Hai anh em đi tập thể dục lúc nào cũng vui cười cho ha. Anh em chụp hình nè.